Nguyễn Phú Trọng ngày càng mù quáng, cúi đầu trước Bắc Kinh. Sau chiến thắng bất chính tại Đại hội 12 vào đầu năm 2016, Nguyễn Phú Trọng đang ra tay thâu tóm thêm quyền lực. Ngoài chức Tổng Bí Thư, ông còn nắm đầu quân đội và mới đây còn nắm quyền chỉ huy cả công an nữa. Ngoài ra, từ hơn 4 năm qua, ông còn đứng đầu công tác chống tham nhũng. Như vậy, Nguyễn Phú Trọng cũng phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên về toàn bộ các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, ngoại giao, quốc phòng, v.v. Nguyễn Phú Trọng không tham nhũng tiền bạc, nhưng lại là người cực kỳ tham nhũng quyền lực. Cao điểm nhất của hành động tham nhũng quyền lực rất trắng trợn của ông là Đại hội 12 đầu năm 2016. Trong đó, ông Trọng dù đã gần 72 tuổi, quá hạn tuổi theo quy định của điều lệ đảng từ lâu, nhưng vẫn cố tình lợi dụng quyền lực, bắt các đồng liêu trong Bộ Chính trị và trong Trung ương Đảng phải xếp mình vào trường hợp đặc biệt để tái cử Tổng Bí Thư. Tham nhũng quyền lực còn nguy hiểm hơn tham nhũng tiền bạc ở chỗ, họ muốn giữ quyền lực và còn tìm mọi cách mở rộng thêm quyền lực, nên sẵn sàng thỏa hiệp lười biếng và đi đêm với những phần tử tham nhũng tiền bạc. Nguyễn Phú Trọng đã cầm đầu chế độ toàn trị gần 6 năm và đụng đâu hỏng đấy, nhưng vẫn tham quyền cố vị. Về cách giải quyết mù quáng cúi đầu trước Bắc Kinh của Nguyễn Phú Trọng, nhập siêu và lệ thuộc kinh tế Trung Quốc tăng tiếp tục cao từ năm này sang năm khác, đến nỗi tạp chí Cộng sản, cơ quan tư tưởng trung ương của chế độ toàn trị phải nhìn nhận đang tới mức nguy hiểm. Nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc hơn 80% vào nền kinh tế Trung Quốc, trong khi lý thuyết kinh tế thế giới cho rằng để giữ nền kinh tế độc lập, tỷ lệ này không nên vượt quá 30%. Năm 2015, nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc ước tính đạt 32,3 tỷ đô la, tăng 12,5% so với năm 2014. Chỉ mới 8 tháng đầu năm 2016, mức nhập siêu từ Trung Quốc đã lên tới 19 tỷ đô la. Nền kinh tế Việt Nam đặt trọng tâm vào xuất khẩu, nhất là các thị trường Hoa Kỳ, châu Âu và Trung Quốc. Trong đó, ngoại thương với Hoa Kỳ giúp xuất siêu cao nhất cho Việt Nam. Kể từ năm 2006 đến nay, Việt Nam luôn có thặng dư thương mại với Mỹ và với giá trị ngày càng tăng. Năm 2015, Việt Nam xuất siêu 25 tỷ đô la sang Mỹ. Nhờ đó, Việt Nam có thể trang trải một phần quan trọng để trả nợ nhập siêu từ Trung Quốc. Nhưng nay chế độ toàn trị Cộng sản Việt Nam phải đứng trước chủ trương Mỹ trước tiên của Trung, với trọng tâm lôi kéo các doanh nghiệp Mỹ lớn rút về hoạt động ở Hoa Kỳ, hủy bỏ hiệp định TPP, trong đó có Việt Nam. Như vậy, dưới thời Trung, thị trường xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đang đứng trước thử thách rất lớn. Trung hủy bỏ TPP và đòi thiết lập các hiệp ước song phương giữa Hoa Kỳ với từng nước. Cho tới gần đây, Hà Nội đã kỳ vọng rất nhiều vào TPP có thể cứu vãn nền kinh tế đang suy đồi. Nhưng dưới thời Trung, chế độ toàn trị Việt Nam sẽ phải chịu những yêu sách bất lợi, không chỉ trong kinh tế, thương mại, mà cả trong ngoại giao, quốc phòng, v.v. Chính vì vậy, trong thời gian gần đây, đang có những tín hiệu cho thấy, để giải quyết trường hợp bất thường có thể xảy ra, nên Nguyễn Phú Trọng và những người cầm đầu chế độ toàn trị đã sẵn sàng chọn giải pháp cúi đầu và quỳ gối với Bắc Kinh hơn nữa. Trong các tháng gần đây, Nguyễn Phú Trọng đã cử nhiều phái đoàn cao cấp sang Bắc Kinh để chuẩn bị cho giải pháp này. Cuối tháng 8, ông Trọng đã cử phái đoàn quân sự cao cấp nhất do Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch sang Bắc Kinh để tạo dư luận tâm lý là đang có hòa bình với phương Bắc. Chỉ gần 2 tuần sau, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được phái sang với một phái đoàn đông nhất để đàm phán về kinh tế, thương mại với Bắc Kinh. Ông Phúc đã được Thủ tướng Lý Khắc Cường hứa Trung Quốc sẽ nhập khẩu nhiều hàng hóa của Việt Nam hơn để cải thiện việc nhập siêu cao rất bất lợi cho Việt Nam. Nhưng đây không phải là lời hứa mới. Bắc Kinh đã hứa tương tự từ hơn cả chục năm qua, nhưng thực tế đều diễn ra ngược lại. Nhập siêu của Việt Nam với Trung Quốc tăng cao liên tục từ năm này sang năm khác. Đã vậy, ngày 13 tháng 9, khi tiếp Nguyễn Xuân Phúc, Tập Cận Bình lại dùng tình đồng chí ra dụ. Hai nước Trung Quốc, Việt Nam đều kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Đây là lợi ích chiến lược chung lớn nhất giữa hai nước. Và còn nhấn mạnh rằng, không được quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông, phải giữ đàm phán song phương tiếp tục. Từ đó, họ tập đưa ra yêu sách phải nhường Biển Đông hơn nữa cho Bắc Kinh khai thác. Tích cực thúc đẩy các công việc tiếp theo của hoạt động khảo sát chung trên vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. Thúc đẩy cùng khai thác, phát triển trên vùng biển rộng lớn hơn trên Nam Hải. Sớm thu được tiến triển thực chất, biến thách thức của vấn đề trên biển thành cơ hội hợp tác. Trong thông cáo chung 15 điểm ngày 14 tháng 9 năm 2016, hai bên đã đề cao chung gia tăng tin cậy chính trị,
đồng thời phải để Trung Quốc mở rộng đầu tư và buôn bán hơn nữa với Việt Nam. Nghĩa là hàng Trung Quốc sẽ tràn ngập thêm, các công ty và nhà thầu Trung Quốc sẽ mở rộng độc quyền và đòi yêu sách nhiều hơn nữa. Chỉ 5 tuần sau, Nguyễn Phú Trọng còn cử Ủy viên Bộ Chính trị Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư, đại diện Bộ Chính trị và cũng là người được coi là kế vị sang gặp Tập Cận Bình để tỏ lòng trung thành. Chính vào thời điểm này, Hà Nội đã lần đầu tiên cho các tàu hải quân Trung Quốc ghé thăm quân cảng Cam Ranh. Ông Huynh đã được Tập Cận Bình tiếp. Đinh Thế Huynh đã thề với họ Tập rằng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia chính là chiến lược nhất quán, là lựa chọn chính trị của Việt Nam và của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tập Cận Bình lại lên tiếng phủ dụ với hàm ý là Đảng Cộng sản Trung Quốc trụ được thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng trụ được. Trung Quốc và Việt Nam đều do hai Đảng Cộng sản lãnh đạo, là cộng đồng cùng chung vận mệnh, có ý nghĩa chiến lược, nên phải biết gìn giữ đại cục thì sẽ cùng có lợi, cùng thắng. Vì vậy, trong ba chuyến đi từ Ngô Xuân Lịch, Nguyễn Xuân Phúc tới Đinh Thế Huynh đều không dám đưa ra yêu cầu rất chính đáng là Bắc Kinh phải tôn trọng và thực thi phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế ngày 12 tháng 7 năm 2016, phủ nhận chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và coi bản đồ chín đoạn, tức là đường lưỡi bò của Trung Quốc là vô giá trị. Đây là một thắng lợi cực kỳ quan trọng cho Việt Nam, các nước trong khu vực và quốc tế. Mặc dù sau phán quyết 12 tháng 7, những người cầm đầu toàn trị Việt Nam đã hứa với nhân dân là sẽ có thái độ công khai và rõ ràng về việc này. Cả trong trả lời báo chí tổng kết các hoạt động quan trọng của nhà nước năm 2016, Trần Đại Quang cũng sợ Tập Cận Bình nổi nóng nên không dám đả động tới phán quyết 12 tháng 7. Việc Trung tuyên bố hủy bỏ hiệp ước TPP và kêu gọi các công ty Mỹ đang làm ăn ở Việt Nam nên rút về Mỹ đã gây sốc mạnh cho Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam. Cuộc điện đàm của ông Trung với Tổng thống Đài Loan đang gây cay cú cho Tập Cận Bình. Nhóm cầm đầu Cộng sản Việt Nam đã hốt hoảng hơn nữa, nên đã quyết định mở rộng và sâu liên minh với Bắc Kinh hơn nữa để mong được phương Bắc che chở. Vì vậy, Nguyễn Phú Trọng đã để Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi mở cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 19 tháng 12, công khai bày tỏ lòng trung thành với Bắc Kinh. Bởi vì tình hình quốc tế và khu vực hiện nay hết sức phức tạp, diễn biến rất nhanh và có ảnh hưởng rất sâu sắc. Trong tình hình này, Trung Quốc và Việt Nam càng cần phải đoàn kết chặt chẽ, tăng cường tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước chúng ta hơn bất cứ lúc nào và thời kỳ nào. Đáng chú ý là các báo chí lề đảng hầu như được lệnh không đưa tin việc trên. Việc cố tình bưng bít thông tin về thái độ cúi đầu hơn nữa trước Bắc Kinh của những người cầm đầu toàn trị Cộng sản Việt Nam cho thấy họ cực kỳ e ngại sự chống đối của nhân dân Việt Nam, đi đầu là trí thức, chuyên viên, thanh niên và đảng viên tiến bộ. Để chuẩn bị cho những mưu đồ đen tối này, nên trong thời gian qua họ đã thực hiện song hành hai thủ đoạn là gia tăng đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân, bắt giam nhiều người dân chủ, kể cả phụ nữ, đồng thời mở phong trào đàn áp và trục mũ các đảng viên tiến bộ. Nguyễn Phú Trọng tiên liệu là chủ trương quỳ gối hơn trước Bắc Kinh sẽ tạo ra chống đối mãnh liệt không chỉ trong nhân dân mà còn ngay trong nội bộ đảng và cả các phe nhóm cầm quyền. Chính vì thế, trong tháng 12, song song với việc phát động phong trào chỉnh đảng, Nguyễn Phú Trọng còn hoảng hốt tới các hội nghị của quân đội và công an, gào thét bắt quân đội và công an phải trung thành tuyệt đối với đảng. Trong khi đấy, Nguyễn Xuân Phúc nhận lệnh phải thẳng tay ngăn cản các cuộc đấu tranh của các tôn giáo và nhân dân. Như đã trình bày ở phần trên, nhưng chính những hành động gia tăng đàn áp nhân dân và đảng viên, cũng như những lời tuyên bố hoảng hốt của Nguyễn Phú Trọng đã tự chứng minh là cuộc đấu tranh của nhiều thành phần nhân dân, đi đầu là trí thức, chuyên viên, thanh niên và cả đảng viên tiến bộ trong các năm qua đang có hậu thuẫn lớn ở trong nước và quốc tế. Vì vậy, ngày càng làm cho bọn quan đỏ tham quyền và tham tiền hết sức lo âu. Hiện nay, không chỉ Việt Nam mà cả thế giới bị đẩy vào một hoàn cảnh rất khó khăn và nguy hiểm. Vì hai cường quốc kinh tế số 1 và số 2 đang bị những chính trị gia chủ trương dân tộc cực đoan thao túng. Trong khi Tập Cận Bình đòi quyết thực hiện giấc mơ vĩ đại của Trung Quốc và tân Tổng thống Trung chủ trương Mỹ trước tiên, nhưng cần thông minh và tỉnh táo hiểu rằng, trong chế độ dân chủ đa nguyên lâu đời của Hoa Kỳ, Trung không thể ba đầu sáu tay tung hoành như chỗ không người. Tập Cận Bình cũng không thể dễ dàng thực hiện giấc mơ đế quốc mới rất lỗi thời trong thời đại toàn cầu hóa và sức mạnh của thông tin điện tử. Lịch sử Việt Nam và nhiều nước đã từng chứng minh, trong các giai đoạn đất nước gặp nguy nan, thì các chính trị gia khôn ngoan và có ý thức trách nhiệm phải biết lấy nội lực làm chính, thực hiện chính sách toàn dân đoàn kết chân thành,
chứ không phải trên trải thảm dưới giải đinh, đồng thời cần biết liên kết với các lực lượng tiến bộ các nước dân chủ thực sự trên thế giới, chứ không mù quáng gửi trọn niềm tin cho ác quỷ, như thế có khác nào giao trứng cho ác. Những việc làm và tính toán hiện nay của Nguyễn Phú Trọng và những người cầm đầu toàn trị như đã phân tích rõ ràng ở trên, cho thấy họ đang mù quáng cúi đầu hơn nữa để xin Bắc Kinh che chở. Mặc dù họ thừa biết, càng nhờ vào Bắc Kinh thì càng gia tăng mưu đồ được đằng chân lên đằng đầu, các chủ trương chiếm đất trên đất liền, chiếm các đảo trên Biển Đông, rồi biến các đảo thành pháo đài quân sự, đe dọa trực tiếp an ninh Việt Nam, bắt Việt Nam phải nhường tài nguyên trên biển, đồng thời ngăn cấm và giết hại, làm bị thương hàng trăm ngư dân cùng các tàu đánh cá của Việt Nam. Quy lụy trước bọn bành trướng Bắc Kinh để thực hiện mục tiêu còn đảng còn mình là tính toán cực kỳ thiển cận và ích kỷ. Không những thế, đây là một chủ trương cực kỳ phản động, đi ngược lại quyền lợi của đất nước và khát vọng chính đáng của nhân dân và cả những đảng viên tiến bộ. Mọi mưu đồ đen tối và sai lầm này chắc chắn không có tương lai. Nhân dân quyết đứng lên và đảng viên tiến bộ dứt khoát rời bỏ nhóm cầm đầu độc tài, tham nhũng và thần phục Bắc Kinh là việc trước sau phải diễn ra. Nguyễn Phú Trọng và những người cầm đầu toàn trị cần hiểu rõ quy luật, vỏ quýt dày, có móng tay nhọn. Càng ngục lặn cúi đầu với bọn bành trướng Bắc Kinh thì đó là cách tự đào huyệt chôn chế độ nô lệ nhanh hơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần bình luận của tác giả Âu Dương Thệ với tựa đề Nguyễn Phú Trọng ngày càng mù quáng cúi đầu trước Bắc Kinh, bài viết được đăng trên blog Anh Ba Sàm. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và xin đừng quên bấm đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất về hiện tình Việt Nam. Trận chiến quyền lực vô vọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bài viết của tác giả Kami đăng trên blog cá nhân. Trong một xã hội, khi thông tin, đặc biệt là thông tin về chính trị đã bị bưng bít như ở Việt Nam hiện nay, khi mà các thông tin đều bị định hướng theo hướng có lợi cho nhà cầm quyền và những thông tin bị coi là nhạy cảm, điều đó đã càng kích thích sự thèm khát tin tức trái chiều của dân chúng. Đó là lý do vì sao các tin tức chưa được kiểm chứng, đặc biệt là các tin tức mang màu sắc của thuyết âm mưu trở thành món ăn khoái khẩu của đa số người dân không ưa chế độ. Bài viết mới nhất của nhà báo Phạm Chí Dũng đăng trên trang VOA với nhan đề Nhất thể hóa, Tổng Bí thư Trọng muốn trở thành Tổng thống. Bằng cách dựa vào các thông tin có sẵn trên mạng, cộng với sự suy đoán, tác giả đã biến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một kẻ bảo thủ, giáo điều, không biết gì ngoài mớ lý thuyết chủ nghĩa Mác Lênin, cái mà cả nhân loại đã vứt bỏ nó vào trong sọt rác. Vậy mà qua ngòi bút của tác giả Phạm Chí Dũng, thì bỗng chốc ông Nguyễn Phú Trọng đã trở thành một vị tôn ngộ không với tài biến hóa khôn lường. Khi tác giả viết rằng, đó cũng có thể là cách để ông Nguyễn Phú Trọng trở thành một hành pháp Obama như ở Hoa Kỳ, sẽ điều hành một nước Việt hỗn loạn ở độ tuổi gần 80, mà chẳng cần đến vai trò của bất cứ thủ tướng nào. Nói như vậy để thấy, ông Phạm Chí Dũng đã quên mất rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người từ trước đến nay luôn chống lại việc nhất thể hóa hai chức danh Chủ tịch nước và Tổng Bí thư là một. Với câu nói tập trung nhiều quyền như vậy, liệu có kiểm soát được hay không? Theo như nhà báo Hồng Beo viết trên blog của mình thì, khi trong đảng đề xuất nhập hai chức danh Chủ tịch nước và Tổng Bí thư là một, tiền đề của cuộc sửa đổi 2013 thực ra chỉ có thế. Kết cục như đã thấy, Trọng nằm trong nhóm phản đối với lý do như vậy tập trung quyền lực quá nhiều vào một người. Đó là chưa kể đến năng lực lãnh đạo cũng như tuổi tác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không cho phép ông có thể gánh vác được trọng trách cao cả như thế. Quan trọng hơn, giữa một đám quan chức tham nhũng, theo nhận xét của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan là ăn không chừa thứ gì của dân như thế, thì một người được coi là thanh liêm như ông Trọng, liệu các thành viên của băng đảng tham nhũng, những đồng chí của ông Nguyễn Phú Trọng, có chịu để cho ông một phần đất trong đảng để tồn tại hay không còn là điều khó. Thực ra trong lúc này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực chất không hề có quyền lực. Ông Trọng không nắm được quân đội. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Ngô Xuân Lịch đâu có phải là tướng trận mạc. Ông Lịch đi lên từ Tổng cục Chính trị là một viên quan văn thì biết gì về điều binh khiển tướng. Mà chắc chắn các tướng lĩnh thực thụ trong quân đội Việt Nam hiện nay họ không thể chấp nhận một người chỉ huy như thế. Song với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Ngô Xuân Lịch chỉ là một thứ thuốc an thần. Chưa kể đến chuyện, đây là một nhóm phò tàu, điều mà ai cũng ghét. Quyền bính trong quân đội Việt Nam lúc này nằm trong tay Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tướng Giang là lính trận mạc,
và là một người trưởng thành từ trận chiến chống Trung Quốc năm 1979, cánh tay phải của Đại tướng Đỗ Bá Tị. Quan trọng hơn, người đang nắm chức vụ thống lĩnh tối cao các lực lượng vũ trang ở Việt Nam là Chủ tịch nước Trần Đại Quang, với vai trò là người đứng đầu nhà nước Việt Nam về đối nội và đối ngoại, ngoại giao an ninh quốc phòng. Và hiện nay, ông Ba Dũng đang là liên minh chính trị với ông Trần Đại Quang. Còn quyền bính của lực lượng thanh kiếm lá chắn công an thuộc về ai thì chắc đã rõ không cần phải nhắc đến. Vì ngoài Bộ trưởng Tô Lâm và năm Thứ trưởng Bộ Công an hiện nay đều do ông Ba Dũng dựng lên trước đây. Hơn nữa, Bộ trưởng Tô Lâm và Bí thư Thành ủy Sài Gòn Đinh La Thăng là hai hạt giống mà Ba Dũng nâng niu nhất. Nếu biết Đại tướng Tô Lâm có công phá âm mưu đảo chính của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh cùng vài vị tướng nắm Tổng cục Tình báo Quân đội TC2 thì rõ. Việc Bộ Công an án binh bất động trong việc để Trịnh Xuân Thanh biến mất và việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham gia Đảng ủy Công an Trung ương là bằng chứng cho thấy vai trò lãnh đạo của ông Trọng hồng chân ở hạ tầng và lãnh đạo Bộ Công an họ cũng cứ à ơi cho qua. Nay ông Trọng tham gia Đảng ủy Công an Trung ương với tư cách một ủy viên thường vụ 1/5 và 1/15 tổng số ủy viên. Trong lúc Bộ trưởng Tô Lâm nắm chức bí thư thì ông Trọng nắm chi tiết sự vụ có nổi không? Đó là lý do vì sao mà có người nhận định rằng Trọng rất sạch, không phe phái với ai và không ai phe phái với Trọng. Điều đó không có nghĩa là trong nội bộ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay không có sự xung đột giữa các phe phái, mà phải hiểu rằng không có phe phái nào dám hợp tác với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc tranh giành quyền lực. Đơn giản chỉ vì hợp tác với ông Trọng thì có mà cặp đất mà ăn. Nói ra để thấy, chiến dịch của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dùng vụ việc Trịnh Xuân Thanh để tạo ngòi nổ trong việc thanh trừng các thành phần thân Mỹ trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam còn lại sau Đại hội Đảng 12, mà trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng, một cái gai trong mắt ông Nguyễn Phú Trọng lâu nay là chuyện viển vông, và Đinh La Thăng vẫn cứ thăng tiến tà tà như xưa. Việc loạt bài viết của nhà báo Huy Đức gần đây đánh Đinh La Thăng sau khi hầu hết ban lãnh đạo của PVC và Vũ Đức Thuận bị sổ khám được dư luận coi là những viên đạn trái phá bắn thẳng vào thành trì của Đinh La Thăng. Điều này khiến người ta nghĩ đến việc trước Đại hội 12, cũng nhà báo Huy Đức với chiến thuật như thế đã góp phần đánh hạ, đưa ứng viên số 1 cho chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 là cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng về vườn. Điều này đã tạo cho Huy Đức một vòng hào quang chói lọi. Tuy nhiên, đó là bằng lý do nếu để Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng giữ chức Tổng Bí thư thì Đảng Cộng sản Việt Nam có nguy cơ tan vỡ do ông Trọng đưa ra, đã thuyết phục được đa số các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Song với Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng, một con sâu bự trong 7 sâu Ban Chấp hành Trung ương, thì ông Thăng đâu có tội tình gì ngoài tội tham nhũng. Cần nhớ là nguy cơ Đinh La Thăng là vỡ đảng là điều không bao giờ có. Chính vì thế, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng chắc chắn sẽ được đa số các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải ủng hộ. Bởi lẽ, không ủng hộ Đinh La Thăng thì sau khi ông Trọng thịt được Đinh La Thăng, thì tiếp theo những kẻ chung số phận sẽ không ngoài đám ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Điều đó cho thấy, trong chiến dịch lần này, ông Nguyễn Phú Trọng càng làm mạnh bao nhiêu, thì lực lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương hiện đang ủng hộ ông ta sẽ bỏ ông ta mà ra đi. Ông Nguyễn Phú Trọng vốn có biệt danh là Trọng Lú, song ông ta hiểu rõ điều này hơn chúng ta và là điều ai cũng hiểu, chỉ có một mình Huy Đức là không muốn hiểu. Mà thực ra Huy Đức cần hiểu những cái đó làm gì khi anh ta viết theo đơn đặt hàng kia mà. Sẽ có người đặt câu hỏi, vậy ông Trọng cứ cố đấm ăn xôi làm gì? Cũng như việc tay chân của ông Trọng xúi Huy Đức viết bài để đánh Đinh La Thăng, không ngoài mục đích kích động dư luận, đặc biệt là lực lượng cử tri lão thành cách mạng vốn là hậu thuẫn cho ông Trọng trong các sinh hoạt chính trị, nhằm tạo áp lực với Quốc hội và Ban Chấp hành Trung ương phải ủng hộ trận chiến này. Nhưng Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân và bà Phó Chủ tịch Quốc hội Thị Phóng lại là nhóm an phận không muốn sa vào tranh chấp đường lối, lấy im lặng là vàng. Ông Nguyễn Phú Trọng đang ở thế khó, nay lại càng khó hơn. Tóm lại là bên công an cứ ngâm tôm hay chơi kiểu con tằm nó nhả cái tơ để kéo dài hồ sơ vụ PVC và Vũ Đức Thuận. Không chờ được thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương muốn nhanh thì làm gì xin mời cứ làm. Nhưng nên nhớ, chỉ thị 15 về chống tham nhũng, nếu có sở đến Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng thì phải do Ban Chấp hành Trung ương quyết định. Mà như trên đã nói,
Ngu gì các ủy viên ban chấp hành trung ương họ ủng hộ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong trò chọc phá tổ ong? Ủy viên Bộ Chính trị mà còn có thể xử trảm, thì ai trong đảng sẽ an toàn để góp tay giữ đảng? Vấn đề quan trọng là ở chỗ, liệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có còn mạnh khỏe đến lúc đó hay không mà thôi? Có người cho rằng, diễn biến Trịnh Xuân Thanh còn phức tạp, song tôi vẫn không nghĩ như thế, mà tôi chỉ nghĩ rằng, cái đảng này chưa bao giờ mà nát bét như hiện nay. Quý vị và các bạn vừa nghe bài Trận chiến quyền lực vô vọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do tác giả Kami biên soạn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên bấm đăng ký để cập nhật video mới nhất về hiện tình Việt Nam.